Ngày 29 tháng 10 năm 2014, Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Mai Phi Hùng, tự Phúc, 17 tuổi, ở ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, về hành vi cướp tài sản. Trước đó, cơ quan Công an huyện Gò Dầu nhận được tin báo có một người dân phát hiện trộm vào nhà và bị đâm nhiều nhát vào người, nhưng may mắn vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng. Sàng lọc đối tượng, cơ quan Công an đã bắt giữ Hùng khi Hùng đang chờ bán điện thoại di động là chiến lợi phẩm sau khi cướp được. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, sau khi nhậu xong, Hùng đi về lò bánh mì tại khu phố Thanh Bình A, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, nơi Hùng đang làm hàng ngày để ngủ. Tuy nhiên, vì về khuya, Hùng không có chìa khóa vào nhà. Loanh quanh phía sau chỗ làm, Hùng thấy quán cà phê Thanh Phát vắng vẻ, không có người. Trong lúc hết tiền, Hùng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Trèo qua cửa sau vào bên trong quán, Hùng đi xuống nhà bếp tìm một con dao thủ theo mình, với dự tính sẽ chống trả khi bị ai đó phát hiện. Hùng lên lầu tìm nơi cất giấu tài sản để lấy trộm. Nhưng khi vừa lên lầu, Hùng bị chị Di Tuyết Lam, 19 tuổi, ở ấp Cái Đôi Dàm, xã Cái Đôi Dàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau phát hiện la lên. Hùng cầm dao xông tới đâm vào ngực, vai và cổ, rồi cướp điện thoại của chị Lam tẩu thoát. Sau khi thoát ra bên ngoài ngôi nhà, Hùng ném con dao vừa gây án lên nóc nhà cửa hàng điện thoại máy tính cách đó không xa, rồi đi bộ về nhà bà nội ở khu phố Thanh Bình B, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu để ngủ, như không có chuyện gì xảy ra. Ngủ dậy, Hùng mang điện thoại vừa cướp được đến nhà bạn để nhờ đi sửa điện thoại và bán giùm. Trong lúc bạn của Hùng đi sửa điện thoại, thì Hùng bị bắt.